các bạn đã quay trở lại với Huy Mercedes. Trong khoảng thời gian khá dài, tháng 4 chúng ta cách ly xã hội này, rồi mọi thứ dường như là chậm lại. Thì sáng năm này mọi thứ đã trở nên ổn định hơn, nhộn nhịp hơn. Thì hôm nay mình sẽ dẫn các bạn đi tham quan showroom của mình, cũng như là xem qua các mẫu xe đang trưng bày trong showroom và giá cả trong tháng năm này các bạn nhé. Rồi chúng ta cùng nhau đi vào showroom của mình nhé các bạn. Với mức giá chỉ 1.399.000.000 các bạn. Và nếu các bạn qua ngân hàng chỉ cần trả trước là 20% thôi, 280.000.000 thì cũng sẽ có, còn lại ngân hàng sẽ hỗ trợ các bạn nha. Rồi, tiến sang bên trái mình cũng là một chiếc C-Class trẻ trung thể thao nhưng full option, đầy đủ những cái tiện nghi trang bị bên trong chiếc C300 AMG. Chiếc xe này đồng thời cũng được trang bị bộ body kit AMG rất là hầm hố, rất là thể thao. Chiếc xe này có giá là 1.929.000.000 các bạn. Và nếu các bạn có ngân hàng để trả trước tối thiểu là 380.000.000 thì cũng sẽ có. Tiến xuống phía dưới, tiến xuống phía dưới các bạn nha. Tiến xuống phía dưới chúng ta có chiếc C200 Lucid mang phong cách cổ điển, sang trọng, lịch lãm. Chiếc xe này có mức giá là 1.729.000.000 các bạn. Và nếu các bạn qua ngân hàng thì trả trước tối thiểu là 340.000.000 thì cũng sẽ có. Rồi chúng ta tiến sang phần bên hông của showroom các bạn nha. Đây, mẫu xe đang làm mưa làm gió tại thị trường Việt Nam, cách liền ở phân khúc xe sang, chiếc GOC 200 với mức giá 1.749.000.000 các bạn. 1.749.000.000 thôi. Một chiếc xe gầm cao, tiện dụng và giá cả rất là chặt các bạn. Rồi chúng ta sang phân khúc A-Class nha. Ở phân khúc A-Class thì mình có hai chiếc xe đang trưng bày ở đây. Không phải là chiếc A-200 Sport. A-200 Sport với phong cách thiết kế là trẻ trung thể thao ở cái định phân khúc là A-Class với mức giá là 2.317.000.000 các bạn. 2.317.000.000 và các bạn chỉ cần 460.000.000 tiền vốn sẵn có, còn lại ngân hàng sẽ hỗ trợ các bạn nhé. Bên trái mình một chiếc xe A-Class full option, chiếc A-300 AMG cũng được trang bị bộ body kit AMG cùng với phong cách Night Public, nhìn rất là hầm hố đúng không? Chiếc xe này có mức giá là 2.920.000.000 các bạn. 2.920.000.000 và nếu các bạn qua ngân hàng thì cần trả trước tối thiểu là 380.000.000 thì vốn sẵn có. Trước mắt chúng ta là phân khúc cao nhất của Mercedes S-Class các bạn. S-Class, đây là chiếc S450 Luxury. Chiếc xe này hiện tại là đang ở xuống mình, có cái màu rất đẹp như là ruby. Cái màu này chỉ có dòng S và dòng máy bác thì có các bạn. Chiếc S450 Luxury này mức giá là 4.969.000.000. Ngoài ra nó còn có một cái phiên bản tiêu chuẩn nữa là S450 có mức giá phải chăng hơn là 4.299.000.000 các bạn. Có hai phiên bản các bạn lựa chọn nha, một chiếc S450 tiêu chuẩn và một phiên bản S450 Luxury. Hai chiếc xe này thì là chung khung gầm, chung kích thước, chung động cơ, nó khác nhau một số cái option đồ chơi bên trong xe các bạn. Rồi bên mình còn có khu vực trưng bày của cái lầu 2 nữa, thì mời các bạn lên lầu 2 của mình chúng ta cùng
khám phá xem trên đó có trưng bày những chiếc xe gì các bạn nha. Chúng ta tiếp tục các bạn nha. Trước mắt chúng ta chiếc E180. E180, chiếc xe này cũng được coi là phiên bản tiêu chuẩn của dòng E-Class các bạn. Chiếc xe này có giá chỉ 2.050.000.000 thôi. Nếu các bạn muốn sở hữu một chiếc xe E-Class đầm chắc, rộng rãi, option thì vừa đủ thôi, không cần quá nhiều, thì E180 này là sự lựa chọn rất là tối ưu các bạn. Chỉ 2.050.000.000. Nếu các bạn qua ngân hàng chỉ cần trả trước tối thiểu là 400.000.000 tiền vốn sẵn có các bạn. Bên mình đang trưng bày một chiếc xe màu đỏ rất là đẹp. Ngoài ra các bạn chọn có thể chọn những màu trắng hoặc là đen, xanh, vân vân. Rồi sang bên trái chúng ta có cái E-Class Exclusive. Chiếc xe này mang đậm phong cách cổ điển, sang trọng, lịch lãm. Phiên bản này là vừa mới được ra mắt năm 2020 bên mình. Trước đó là 2019 chưa phiên bản này. Chiếc E-Class này có giá là 2.290.000.000 các bạn, 2.290.000.000. Và nếu các bạn có ngân hàng thì cần trả trước tối thiểu là 460.000.000 tiền vốn sẵn có. Tiến sang bên trái chúng ta tiếp tục với dòng GOC. Ở dưới thì mình có hết cái GOC 200 rồi, thì trên đây thì mình có trưng bày thêm GOC 200 4Matic là phiên bản hai cầu của dòng GOC. Ngoài ra nâng cấp thêm một số trang bị tùy chọn, ví dụ như là hệ thống âm thanh, gỗ v.v. thì mình có giới thiệu hai điểm khác biệt ở trong cái video lần trước rồi các bạn. Chiếc xe này có mức giá là 2.039.000.000, cũng rất là hợp lý. 2.039.000.000. Nếu các bạn muốn một chiếc GOC full đồ chơi, không thiếu bất kỳ một cái gì, thì chúng ta có GOC 300 AMG này. GOC 300 AMG được mình đang trưng bày một chiếc xe màu trắng rất đẹp. Đây là màu là best sell của dòng GOC. Với mức giá chỉ 2.399.000.000 các bạn. Chiếc xe này xứng đáng là ông hoàng trong một phút luôn các bạn. 2.399.000.000. Và nếu các bạn có ngân hàng thì cần trả trước cũng là 480.000.000 thôi, thì vốn sẵn có. Rồi sang bên trái bên kia, ngôi sao trong showroom của mình, S450 Maybach các bạn. S450 Maybach đang trưng bày chiếc xe màu đen cực kỳ sang trọng luôn. Chiếc xe này sở hữu chiều dài đến 5m4, giống như một cái cung điện bên trong một chiếc xe các bạn, với mức giá là 7.469.000.000. 7.469.000.000 các bạn nha. Và bật mí cho các bạn là nếu các bạn muốn sở hữu chiếc xe này thì bên mình sẽ cho vay tối đa lên 5 tỷ các bạn, hỗ trợ tối đa lên 5 tỷ, ngân hàng sẽ hỗ trợ các bạn 5 tỷ nha. Còn lại thì các bạn sẽ trả trước ngân hàng. Rồi chúng ta đi một vòng quanh showroom của mình với rất là nhiều mẫu xe trưng bày kèm theo giá cả của nó. Thì các bạn thấy showroom mình trưng bày những chiếc xe thú vị không ạ? Hãy để lại những cái ý kiến mà các bạn mình ở phía dưới cái video này. Và nếu các bạn có nhu cầu tìm hiểu thêm thông tin chi tiết và lái thử những dòng xe đây, thì vui lòng liên hệ với mình theo số điện thoại 0934 091 193. Xin chào và hẹn gặp lại.